Rồi, solo với lại kiếm TNT không? Solo luôn à. Ok, tới đây. Kiếm Anvil chỉ nó không được. Không ngờ nó văng cao như vậy luôn á. Kiếm TNT mạnh nha. Ok, hi, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình. Mình là Gà đây. Và hôm nay mình đã trở lại với Minecraft sinh tồn trong thế giới toàn là kiếm. Và tập trước mình đã có xây chuồng bò, sinh sản bò, cũng như là chế tạo những thanh kiếm mới ha. Và mình cũng có chế tạo một con bù nhìn có thể test kiếm mà không phải đi tiêu diệt động vật để test ha. Như vậy nó sẽ đỡ tốn thời gian hơn mọi người ạ. Đây, mình sẽ test lại cho mọi người xem ha. Đây là thanh kiếm Lapis có sắc bén 3 và 8 sức tấn công ha. Khi mà mình đánh vào cái con dummy này á thì nó sẽ hiện 8 đam ra luôn. Như vậy thì nó rất là tiện nha. Mình có thể tính đam này cũng như là hiệu ứng sức mạnh của cây kiếm đó luôn. Tuyệt vời đúng không? Mình rất là thích cái con bù nhìn này luôn. Rồi hôm nay mình sẽ chế tạo thêm những thanh kiếm mới trong thế giới này ha. Mình mong là mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ series sinh tồn kiếm. Mỗi tập chỉ cần các bạn like mạnh cho mình hơn 500 like thì mình sẽ có động lực làm tiếp tập tiếp theo. Và cái kiếm linh hồn này thì mình sẽ cắt nha mọi người, tại vì mình không có dùng tới nữa mọi người. Mình nghĩ là dùng cái kiếm sắc bén là được rồi. Bây giờ mình sẽ đi chặt gỗ nha mọi người. Thôi thì mình đi ra ngoài đây mình farm bò cũng được. Ở ngoài đây cũng có nhiều bò lắm mọi người ạ. Đấy, kiếm gây cháy 3 cực kỳ mạnh luôn. Tập hôm nay thì mình sẽ cố gắng chế tạo kiếm TNT cũng như là kiếm Anvil nha mọi người. Và những thanh kiếm khác. Đấy, nếu mà mình nhớ công thức mình sẽ cố gắng chế tạo nhiều kiếm trong tập hôm nay ha. Ok, như đây là đủ rồi. Mình sẽ trở về mọi người. Hello Bạch Mã. Bạch Mã đi tìm bạn à. Không ngờ là đi tìm bạn luôn á. Mình cưỡi Bạch Mã chạy tới chỗ này mà nó đi ra phía này tìm một người bạn mới. Các bạn thấy chưa? Con ngựa mà nó cũng không chịu nổi sự cô đơn mà. Bây giờ thì bò nó chưa có ăn lại mọi người ơi. Mình lên nhà ngủ một giấc, cũng như là chế tạo phiến luôn. Mình có 10 gia thuộc rồi này. Mình sẽ lấy mí, lấy nhiều mí ra luôn. Mình chế tạo được 3 kệ sách mọi người ạ. Và tất nhiên thì mình sẽ chế tạo kiếm. Ưu tiên làm kiếm trước nha mọi người. Đây nha, chúng ta sẽ có kiếm sách. Ui, cái kiếm sách nhìn đẹp ấy chứ. Nó có 3 màu luôn mọi người ạ. Nhiều bạn bảo là anh chế tạo kiếm táo vàng đi. Thực chất là trong cái data pack kiếm này không có kiếm táo vàng mọi người ạ. Chỉ có kiếm táo thường thôi. Đây, mọi người nhìn rõ nè. Đâu có chế tạo được. Đấy, nên là mọi người đừng có kêu mình chế tạo kiếm táo vàng nữa nha. Chế tạo không có được. Để mai mốt mình cài cái data pack chế tạo kiếm táo vàng vào mình chế tạo ha. Bây giờ thì mình sẽ xuống phía dưới mình lót phiến vào cái hàng rào. Cây kiếm sắt này sẽ rơi ra sắt ngẫu nhiên khi mà mình đánh vào con mob. Sách enchant nha mọi người, chứ không phải là sách bình thường. Nếu mà mình đánh con dummy ấy, có thể là nó cũng rơi sách nè mọi người. Mình đánh còn có 112 đồ bền thôi. Mình phá quá mà. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi mai. Đi xuống cái hang cũ ha. Đấy, mới vừa xuống là thấy sắt rồi này mọi người. Lần trước mình chưa đào hết đấy. Mình có thể chế tạo được kiếm đá tước với mọi người. Các bạn biết đá tước không? Ui, bên đây có một cái hang rộng vãi chưởng mọi người ạ. Sắt đây rồi. Đáng lẽ có kiếm táo thì nó sẽ có kiếm táo vàng đúng không? Nhưng mà tại sao tác giả không làm kiếm táo vàng ta? Wow, rất là nhiều sắt này. Ui, nhiều thật đấy mọi người. Một chỗ 8 cục sắt luôn. Và bên đây nữa này. Wow, chúng ổ sắt rồi mọi người ạ. Như là nó biết mình đang cần sắt ấy. Ui, ở phía dưới vẫn còn. Mới đào một xíu thôi mà được 23 cục sắt rồi. Quá tuyệt vời. Bên đây nữa này, rất là nhiều sắt luôn. Ui, kia nữa kìa. Wow, trúng bánh. Đây nữa nè mọi người. Ở đây có lava mọi người ạ. Nhiều bạn cũng cho mình ý kiến là nên chế tạo kiếm lava. Thì không có kiếm lava mọi người ạ. Chỉ có kiếm lửa thôi. Kiếm lửa làm từ que lửa thôi mọi người ạ. Không có kiếm lava. Mình thích đi mai bên cái hang kia hơn. Ui khoan, chỗ này vẫn còn sắt. Không, là đồng chứ không phải sắt. Ui, cái gì mà xuất hiện cái đống vậy? Nhiều sắt lắm mọi người ạ. Nhưng mà bên đây quái vật lắm thật chứ. Đây là kiếm gây cháy 3. Tụi mày chọc nhầm người rồi. Mình sẽ đốt cháy hết mấy con mớp này. Con nào cũng đốt cháy luôn. Mà gây cháy này nó lâu thật mọi người ơi.
nó cháy chết con mớp luôn kìa. Thôi dùng tới kiếm sắc bén. À, kiếm bí ngô, quên mất tiêu. Đợi đợi một tí nha mọi người, đông quái quật quá. Wow, cái gì vậy? Test kiếm thôi. Mà trước hết là nhìn trong bóng tối cái đã. Đó. Ê, nó đổi đầu bí ngô thật này. Uầy. Xịn 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 xịn. Nhìn mắc cười quá à. Hiếm lắm mới thấy tụi này đổi đầu bí ngô á mọi người. Kiểu như là lâu lâu tới mùa Halloween ấy thì tụi này nó mới đổi đầu bí ngô. Mà đổi đầu bí ngô bình thường lắm, không có gì đâu. Nó chỉ có cái hiệu ứng này thôi. Ok, cây kiếm Pumpkin mình đã test. Mình sẽ sử dụng tới kiếm cà rốt vàng với lại kiếm bột sắt nha mọi người. Để coi là mình có được cuốn sách từ cái kiếm này hay không. Ừ, đúng là xâm tham mọi người. Ui, scare cửa nhện kìa. Nổ đi. Mình muốn cho con Reaper nổ mọi người. Đấy. Khó dữ ta. Tại vì nó là ngẫu nhiên mà nó còn xâm tham nữa. Thì không biết khi nào mới lấy được cuốn sách từ cây kiếm này luôn ấy. Ờ, bên đây thì có rất nhiều than này, nhưng mà quái vật nhiều quá. Chủ yếu là mai sắt thôi. Mà không mai than lấy gì mình nung. À, mình có mình không có đem cái xô mọi người ạ. Mình tưởng đem cái xô mình múc lava luôn. Cho tao sách đi. Làm ơn, tao muốn có một cuốn sách. Ồ. Oh, mấy con zombie này nó không lắng nghe mình mọi người, nó không cho mình sách. Mình không nghĩ là cái hang này nhiều khoáng sản tới vậy luôn á. Mình sẽ sử dụng cái kiếm sách này tới khi nào mà mình lấy được cuốn sách thì thôi, thì mình sẽ không sử dụng nữa. Còn về cái kiếm bí ngô thì mình đã test rồi đúng không? Mình test rồi thì mình sẽ treo lên nha mọi người. Một cái kiếm bình thường thôi, không có mạnh lắm mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ nung sắt lên nha mọi người. Mình sẽ đem ngọc lục bảo qua bên dân làng, mình trao đổi thêm mũi tên để mà mình bắn mấy con mớp mọi người ạ. À, trong rương của mình còn sách này. Xong xuôi rồi thì mình sẽ đi cho bò ăn. Mình sẽ lấy que ra này và thử chế tạo kiếm chồi cây nha. Wow, tính ra là cái kiếm chồi cây này đẹp lắm luôn ấy mọi người. Nhìn này, mình thấy là cái kiếm này dễ chế tạo mà đẹp nữa, 10 điểm luôn. Và khi mình đánh thì nó sẽ xuất hiện một cái mầm cây ngẫu nhiên mọi người ơi. Xuất hiện một cái mầm cây ngẫu nhiên hả? Wow, rồi là xuất hiện mầm cây dữ chưa. Mình phải test vào mấy con mớp mọi người à, chứ test vào dummy cũng như không. Thử test vào con zombie nha. Ui, mầm cây rừng luôn à. Đây là mầm cây sồi. Lại là mầm cây sồi. Ui, mầm cây thảo nguyên. Ảo thật. Mầm cây nào cũng có luôn. Mầm cây bạch dương. Ui, cây đước. Ok ok được rồi. Cây kiếm sắp linh, mình test tới đó là được rồi mọi người ơi. Bây giờ test cây kiếm ngẫu nhiên này. Yeah, rất là nhiều mầm cây luôn mọi người ơi. Cây saban này, mình đem qua phía này mình trồng. Chứ trồng xét quá, sợ nó không mọc được mọi người. Có cả chồi cây đước luôn. Ê, chồi cây đước, no. Vãi à, mình đập vỡ luôn rồi, mình quên. Nó phải dùng tới kéo mới cắt ra được. Ok, bây giờ mình sẽ ngủ nha mọi người. Chắc là mình sẽ sử dụng con dummy để test cây kiếm sắt luôn. Mình đánh tới khi nào mà nó rơi ra sách thì thôi. Mọi người thấy ok không? Đây nha, kiếm sắt. Cái gì vậy? Không rơi ra sách. Con này cũng không rơi ra sách. Con dummy là nó bắt tử nha mọi người, cho nên là cứ té thoải mái. Oh, chỉ còn có 12 độ bền thôi mà nó vẫn chưa rơi ra sách. Chấp nhận không lấy được sách từ cái kiếm này, khó quá. Ok, thôi bỏ qua cái vụ lấy sách từ cái kiếm đó đi. Bây giờ chúng ta đến với kiếm anvil. Mình sẽ chế tạo hai khối sắt, rồi sau đó mình chế tạo, ôi khoan, có gì đó sẽ dài. Sao chế tạo có hai khối à? Mình phải chế tạo 6 khối sắt chứ đúng không? 6 khối sắt mọi người ạ. 6 khối sắt đặt như vậy. Ok, chúng ta đã có anvil.
À, về cái kiếm sapling thì mình cũng cắt lên luôn mọi người ơi, nhưng mà mình hết khung item rồi, tạm thời cắt vào rương nha. Bây giờ thì mình sẽ chế tạo kiếm anvil. Yeah, đây là kiếm anvil mọi người à. Nó sẽ drop cái anvil rơi xuống đầu con mob, làm con mob mắc máu mọi người ơi. Để mình thử nha. Wow, kiếm anvil này đánh bình thường là 7 đam, rồi cái đe rơi xuống đầu con mob tăng thêm 12 đam nữa, tổng cộng là 19 đam. Wow, đồ bền của nó kìa. Ủa, hắc diện thạch cũng cứng mà sao đồ bền nó lạ vậy mọi người. Đây mới chính là kiếm cứng chứ đúng không. Độ bền 1561. Và tốc độ tấn công chắc chắn là nó sẽ bị giảm mọi người, tại vì cái kiếm này nó khá là nặng á mọi người. Ở trong rương của mình thì có 9 thuốc súng. Ồ, có thêm 2 thuốc súng bên đây nữa. Trong rương của mình hết két rồi thì phải á. Phải đi đào két thôi mọi người ạ. Đi đào két để làm TNT, chế tạo kiếm TNT nha mọi người. Hello dân làng cung tên. Ủa dân làng cung tên trốn đâu mất tiêu rồi ta. Đừng bảo với mình là dân làng cung tên chết rồi nha. Mình quên thả dân làng ra mọi người à. Ê, tội ông vãi. Đây rồi. Hai ông dân làng, ba ông dân làng đằng ở trong đây. Trời ơi, cái gì vậy? Vậy là mình toàn cứu mấy ông dân làng đằng không à. Cái ông cung tên bị thanh niên Window cái to giết rồi. No. Tội ông vãi. Chưa trao đổi được cái gì nữa. Rồi bây giờ mình đập cái vạt nước ra đi. Hình như là ở trong nhà có cái vạt nước. À, đây rồi. Bảo sao. Rồi, đi ra học nghề đi ông. Học nghề cái bàn cung tên nha. Để tôi đổi mũi tên. Đây rồi, mình sẽ đổi một đống mũi tên để dành bắn mọi người ạ. Cảm ơn ông nha. Bây giờ mình sẽ đi tìm thịt bò để lấy da, cũng như là đi phiêu lưu tìm thêm nguyên liệu để cho tạo kiếm ha. Wow, ai chăn cừu ở đây mà nhiều cừu vậy. Trời ơi, thật luôn đó hả. Nếu mà có con sói ở đây thì con sói kiểu thời tới kẻ không kịp. Không có sói thì có mình cũng vậy à. Mình sẽ thay thế mấy em cho sói. Tổng cộng là có tới 16 con cừu. Và mình được 25 miếng thịt. Con quỷ này nó cầm kiếm này. Ok. Mày thích chơi kiếm đúng không? Tới đây. Kiếm anvil. Wow. Cái đe không thấy mà thấy cái con dummy nó rơi xuống mọi người à. Ủa sao cái gì cũng là dummy vậy? Con dummy. Kiếm này mình thấy là đánh mấy con mob mà nó đi chậm ấy thì ok nha. Mấy con mob chạy nhanh như là ngựa thì hơi khó trúng, đúng không? Rồi mình đánh con Reaper thử xem. Oh, nó không hữu dụng nha. Để mình test lại đã. Test vào con zombie mình thấy ok này. Đấy, nó dễ trúng hơn. Mà test vào con Reaper ấy, nó bị lỗi hay sao mọi người. Lúc mà con Reaper nó nổ mọi người là nó có miễn nhiễm sát thương của cái đe luôn. Đấy, nó bị nhiễm luôn. Đánh con Reaper bị lỗ mọi người ơi. Không ổn rồi. Thôi bỏ qua cái vụ Reaper đó đi mọi người ơi. Sợ quá. Đánh nó nguy hiểm quá mọi người ạ. Mình làm được có 2 kệ sách à. Mình không có đủ giấy. Ít quá. Thôi mình chế tạo TNT đây. Mình chế tạo được 2 quả TNT là đủ làm kiếm rồi. Yeah, tuyệt vời. Kiếm TNT. Ui, nó khá là giống cây pháo ha. Bây giờ thì mình sẽ... À, mình quên mất tiêu là ở phía trên hết khung hải tâm rồi. Mình phải chế tạo thêm vài cái khung hải tâm nữa mọi người ạ. Wow, trên đây đầy kiếm luôn mọi người ơi. Đây nè, một bức tường kiếm luôn á. Mình treo qua phía bên đây luôn đi ha. Đợi mình một tí nha. Hồi nãy là mình có chế tạo kiếm sapling đúng không? Kiếm này thì mình test rồi, mình trưng lên nha. Wow, mình không nghĩ là cái kiếm sapling này nó đẹp tới vậy luôn á. Bây giờ chúng ta test kiếm TNT thôi. Mình phải test vào cái con mob nào đó. Cây savan mọc đẹp ghê ấy. Cây rừng nữa này. Kiếm TNT. Wow. Ui, mạnh vậy. Nó văng con mớp lên phía trên mọi người ạ. Cái vụ kiếm TNT này ngon nha. Nhưng mà độ bền của nó hơi lởm. Nó nổ ngon thật nhưng mà độ bền có 32 à. Để mình test lại nha mọi người. Test vào con lừa đi. Chắc là nó không chết đâu. Wow, mình cứ cầm cái kiếm TNT này đi test thêm nha. Test nhiều đó vẫn chưa đủ mọi người ạ. Đây nha, mình sẽ chế tạo hộp nhạc. Hộp nhạc chế tạo bằng redstone thì phải. Hai cái hộp nhạc là mình có thể chế tạo được kiếm hộp nhạc rồi. Ồ, không biết là kiếm hộp nhạc như nào nữa. Nó khá là giống cái hộp nhạc á mọi người. Nó sẽ tạo ra âm thanh ngẫu nhiên khi mà mình đánh con mớp. Có thể chế tạo được kiếm trứng gà ấy. Tại sao mình không bắt gà về nuôi. Rồi kiếm khối lúa nữa. Mình sẽ chế tạo khối lúa. Rồi sau đó mình chế tạo kiếm. Có luôn. Kiếm lúa mì không có nhưng mà có kiếm khối lúa nha mọi người. Nếu mà chúng ta đánh vào con mớp thì đôi lúc nó sẽ rơi lúa mì. Ồ, vậy thôi đó hả?
xâm tham là hiểu luôn. Có 4 sức tấn công nha. Và cây kiếm khối nhạc. Đó, đánh nó hiện ra nốt nhạc. Kiểu mỗi lần đánh là nó sẽ có một cái nốt nhạc ngẫu nhiên ấy. 250 độ bền, cũng khá là ok á. Ủa, có cái gì đó nó sai mọi người ạ. Nó bị lỗi đam hả? 6 đam. What, mình không hiểu lắm. Kiếm để 5 đam, đánh ra 6 đam. Rồi, kiếm nốt nhạc mình đã test. Thì mình sẽ cắt lên phía trên ha. Mình đánh cái kiếm này thì mình nghe tiếng lúa mọi người ạ. Tiếng mà mình thu hoạch lúa ấy mọi người. Ô, nó rơi ra lúa thật này mọi người. Vậy thôi đó hả? Có vẻ như là nó hơi phế mọi người ạ. Nó không được ok cho lắm. Thôi thì cắt lên đi. Bộ sưu tập kiếm của mình. Wow. Tự nhiên có cái bảng tên đây trời. Ok, ở đây có 4 em gà mọi người ạ. Mình sẽ đào cái hố. Tạm thời thì nhốt mấy em ở đây nha mọi người. Xuống nào. Ơ, con này khôn vậy. Xuống. Rồi con này luôn. Nhiều gà trống ghê. Khoan, có gì đó sai. Ok được rồi. Sau đó mình sẽ lấy hạt giống mình cho nó ăn. Tạo ra nhiều gà là mình có trứng gà thôi. Rồi con nào cũng được ăn nha. Và sau đó mình sẽ chế tạo chai thủy tinh. Các bạn biết để làm gì không? Để mà mình đi múc mật ong mọi người ạ. Mình làm, ui có quái vật à. Mình làm kiếm mật ong ha. Hình như là có con Reaper. Chắc chắn là nó nằm ở dưới hang. Biết ngay mà. Con quỷ này. Rồi solo với lại kiếm TNT không? Solo luôn à. Ok tới đây. Kiếm Anvil chỉ nó không được. Không ngờ là nó văng cao như vậy luôn á. Kiếm TNT mạnh nha. Đánh con Reaper 2 phát chết luôn. Cái kiếm này nó chỉ có một sức tấn công thôi mọi người à. Khi mà mình đánh con mớp á thì con mớp nó sẽ rơi. Đấy, nó sẽ nhận sát thương rơi á mọi người. Nên là cái kiếm này mạnh nhờ sát thương rơi thôi. Chứ sức tấn công nó chỉ có một à, rất là thấp luôn. Ok, một cái kiếm TNT lợi hại. Đấy rồi, cá tuyết. Cuối cùng tao cũng thấy mày rồi, cá tuyết ơi. Chạy đi đâu? Ui, con này nó khôn vậy. Yeah, có cá tuyết. Con gì đây? Sao nhìn nó ghê vậy? Thôi bỏ qua nó đi mọi người ạ. Nó cầm vỏ ốc thì mình đánh nó. Còn nó không cầm vỏ ốc thì thôi, bỏ qua. Ê, có một cái cổng địa ngục ở dưới biển. Nhìn kỹ thì... À, cái đường nằm ở hướng này. Táo vàng. Đáng lẽ mình nên làm cái la bàn mọi người ạ. Để còn biết đường về nhà chứ. Thuyền đắm không thấy nhưng thấy được ngôi làng mới cũng ok đấy. Chờ một cái chuông của chân làng nha mọi người. Có lò luyện kim này. Rồi, có đá mịn. Đá mịn này không làm được kiếm nha mọi người. Có đường này. Wow, da bò. Ui, làng này lắm yên cưỡi thật ấy. Ở dưới kia có thêm một cái nữa kìa. Nhưng mà mình không có lấy. Mình lấy cái vàng pha thuốc này. Đầy đồ quá rồi. Bỏ cái gì đây ta? Bỏ lúa mì đi ha. Rồi, bây giờ chúng ta lên đường thôi mọi người. Làng chỉ có nhiêu đây thôi, không có rơ mọi người ạ. Ok, let's go. Đi tìm thuyền đắm thôi. Mình cứ đi thẳng về hướng này. Thuyền đắm luôn. Cuối cùng cũng thấy. Để xem thuyền đắm có gì. Bản đồ, kho báu, chuồng vùi, la bàn. Đúng cái mình cần luôn. Cái rừng bên đây sẽ có khoáng sản. Khoai tây độc. Ê, là mình nhớ tới thế giới khoai tây độc ghê. Còn một cái rừng nữa nha. Cái rừng này có kho báu này. Đó, nhiều sắc lắm. Chết rồi. Đầy đồ quá, biết lấy cái gì đây. Ôi thôi xong rồi bỏ đi. Kho báu gì tầm này nữa. Tính mạng mới là quan trọng. Wow, mọi người nhìn này. Có thêm một cái dân làng nữa. Ôi lắm đồ thật á. Mình có đem nhiều đồ quá không ta. Mình bỏ cái bật lửa đi ha. Cái bật lửa về nhà mình chế tạo cũng được. Wow, ngôi làng này khá là nhiều nhà. Mà không có nhà thợ rèn. Xây nhà mà xây như vậy nè mọi người. Thấy ngu không? Mình sẽ bỏ da bò. Da bò khá là ít ấy, nên là cũng không cần lấy đâu. Rồi sau đó là... Ủa mình không đem theo cái cuốc à? Trời ơi, đập tay mệt ngửi luôn. Cái nào cần thiết thì mình ưu tiên trước nha mọi người. Còn cái nào không cần thiết thì về nhà mình tìm lại cũng được. Nếu mà muốn lấy vảy rùa để làm kiếm ấy, thì mình phải nuôi rùa ở nhà mọi người à. Đợi con rùa nó lớn mình lấy cái vảy của nó. Ok, chính xác là chỗ này nha mọi người. Đứng ngay dấu ích. Đây rồi. Wow, chủ yếu là lấy trái tim biển cả nha mọi người. Bỏ sâu nước đi, sâu nước không cần thiết ha. Lấy trái tim biển cả về.
vàng sắt này, nhiều thứ ngon lắm nhưng mà đầy đồ quá rồi. Trong lúc ợp thì mình sẽ đi tìm cá nóc nha mọi người, lấy thêm cá nóc với lại một con cá tuyết nữa về mình chế tạo kiếm biển cả ha. Tập sau thì mình sẽ đi về nhà chế tạo kiếm biển cả nha mọi người. Ok, hôm nay mình chơi tới đây thôi, bye bye và hẹn mọi người vào video Minecraft lần sau.